chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em. Gió ơi gió ơi bay lên để bụi đường cây đồng mặt. Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em. Áo xưa chưa quen phong trần, đợi mùa thu vàng áo thêm. Chiều một mình qua phố, nghe dòng nước vẫn vây quanh bước chân lẻ quen. Vâng, Hoàng Gia xin mến chào các bác nhá. Trong clip vào tối thứ 6 hôm nay 21 tháng 1 năm 2022, Hoàng Gia sẽ lên sóng gửi các bác và test so sánh chất âm của hai mẫu đầu băng cối tự hành của hãng Akai với model M9 và M10. Hai model này là một trong những model, hai model nổi tiếng của hãng Akai và được rất nhiều các bác đã biết đến những cái dòng thương hiệu này, đặc biệt là M9 và M10. Và trong clip này, Hoàng Gia xin được test so sánh chất âm của hai em đầu băng cối tự hành của Akai này. Và bây giờ thì Hoàng Gia xin được giới thiệu qua lại một chút về cái chức năng cũng như là cái thông số của hai chiếc đầu băng cối Akai M9 và M10 này. Thứ nhất đây là M9 và đây là M10, đều là tự hành. M9 thì nó chỉ có chạy được một chiều thôi, M10 thì nó sẽ chạy được băng, chạy được hai chiều. Đó các bác nhé. Cấu tạo của nó thì các bác để ý rằng M9 và M8 thì nó có tương đồng giống nhau, hai đồng hồ VO được xếp thẳng hàng nhau như này. Còn ở bên M10 thì nó hai đồng hồ VO được xếp ngang như thế này các bác nhé. Đấy, xếp ngang như này. Vậy thì có cái gì khác nhau không? Thì bây giờ thì chúng ta sẽ đi sơ qua một chút nhé. Nói về cấu tạo bên ngoài thì nó chỉ khác nhau cái bố cục. Con này thì chạy một motor, con này chạy ba motor. M10 chạy ba motor, con M9 là chạy một motor. Đó các bác nhé. Máy thì ở đây thì có cái gì đặc điểm Hoàng Gia xin giới thiệu cho các bác này. Hoàng Gia thích nhất ở hai con này là đều có cái mạch chỉnh âm sắc. Đây, chỉnh âm sắc. Các bác nghe nhé. Đây. Đấy, tiếng tối đi này, tiếng sáng đây này. Đấy, nó như là mạch tông các bác. Đấy, polo ste này, tăng bát, flat là phẳng này. Đấy, nó con M10 cũng thế các bác nhé. Ngoài ra thì ở đây là cái nút record rồi. Cái nút này thì cảm giác thì vặn rất là thích các bác nhé, nó đầm tay. Ở hai cái nút này là nút âm lượng của từng vế loa, vế trái và đây là vế phải. Ở giữa này sẽ có một cái nấc nữa là nấc dành cho chép. Đấy. Chép của loa phải, chép của loa trái ở dưới này. Còn nếu chúng ta muốn nghe bass thì chúng ta bật dưới này. Ở đây bật tắt nguồn. Đấy. Nút auto stop, ví dụ chúng bác để stop này có khi là hết băng thì máy sẽ tự tắt ngắt nguồn. Ngoài ra thì các bác có thể cắm thêm đường 6 ly để đấu ra những cái loa toàn giải hoặc loa gì đó công suất nhỏ nhỏ rồi chúng ta có thể nghe thêm. Đấy. Các bác nhá. Ở đây thì đây là phần play này, đây là phần tua này. Đấy. Tua trái, tua phải. Đó, phần tua. Con này thì nó là vỏ của nó là bọc vải các bác nhé, vỏ bọc vải và nó có một cái tay sách ở đây. Đấy, nó có tay sách và hai cái loa nách hai bên thì có một cái nắp đậy này. Cái này rất hay là nó vừa là đậy vừa là cái định hướng âm thanh. Ví dụ âm thanh các bác có thể lái nó như thế này, lái ngang, lái dọc như này, thì tùy. Đấy. Riêng con M9 là như này các bác nhé. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có các cầu đầu vào này. Đây này speaker này. Đây là đấu thêm các loa min là 8 ohm. Và đây là các tín hiệu đầu vào, đầu ra. Đầu ra thì các bác có thể đấu ra những dàn lớn hơn. Đầu vào thì chúng ta có thể làm thu băng, để làm thu băng. Và dòng này thì không làm rè được các bác nhé. Các bác lưu ý. Và những cái dòng máy này thì đều chạy đa cầu điện hết. Đấy. Điện 220, 100V thì đều chạy được. Con dòng này thì mất cái phần cái nắp đậy các bác nhá. Đấy, hai con này thì về trong tình trạng đều mất nắp đậy. Bình thường nó sẽ có một cái nắp đậy này, các bác nhìn sẽ có cái bản lề này. Nhưng nó về nó mất rồi. Còn về mặt mũi thì nó cũng tương đối là đẹp. Nói chung là theo năm tháng thì những con này nó cũng trên 50 năm tuổi rồi thì nó cũng lâu năm rồi. Nhưng mà để được như thế này và chạy được hoàn hảo như thế này và còn chất âm ngọt như thế này thì không phải con máy nào nó cũng làm được các bác nhá. Nên các bác lưu ý. Đấy.
Và giá hôm nay thì hai con này thì em còn hai con duy nhất, thì hôm nay em cũng sẽ xin phép được bán giá cực kỳ tốt cho các bác, và chắc chắn là tốt nhất trên thị trường luôn. Đấy các bác nhá. Đấy, con này thì nó hơi bị móp một tí này nhá, bẹp xuống một tí, các bác lưu ý nhá. Đấy, còn tất cả các góc này thì nó đều đẹp. Đấy. Bây giờ thì em sẽ test sang con M10. Đấy, con M10 thì trước khi các bác ngắm thì các bác nhìn qua này, mặt của nó đây, hồi nó là một gỗ này và nó cũng mất cái lắp đậy. Tuy nhiên thì con này thì nó không có cái, nó cũng có hai lo lách hai bên, mà nó không có phần là lái định hướng như con M9 này. Con định hướng 9 này là chúng ta sẽ có cái M8, M9 nó sẽ có cái kiểu này các bác nhá. Đấy. Và đây chúng ta cũng có các cổng đầu vào này, cổng line in này, line out này, và cổng đấu ra loa theo jack 6 ly. Đấu thêm loa vào đây được vì con này có công suất line out để làm đấu ra âm ly lớn hơn. Line in này chúng ta làm thu băng. Dòng này cũng không có pre các bác nhá. Và con này cũng chạy đa cầu điện luôn, điện 110, 220, 240. Con này thì chạy 3 motor. Máy con này đặc trưng là chạy 3 motor các bác nhá. Máy nó đặc hơn và nó nặng hơn. Và bây giờ thì Hoàng Gia sẽ test cho các bác cái chất âm của con này nhá. Bây giờ sẽ tháo băng này ra này, sau đó là sẽ test cho các bác. Dòng hai cái dòng này thì nó là nổi tiếng rồi. Các bác nào đã chơi cái dòng này thì chắc các bác biết nó rất là nổi tiếng trong những cái dòng Akai tự hành. M8, M9, M10. M8 thì nó chạy bà đèn, M10, M9 là nó chạy bằng bắn dẫn. Đó. Ok các bác. Đó. Con này thì nó có cái mạch chỉnh bát này, chỉnh tép này. Chỉnh bát, chỉnh tép riêng ở dưới này. Đấy, loa trái này, volume loa trái, volume loa phải này. Hai cái này là thu âm cho vế phải, ở đây thu âm vế trái, nó làm đối xứng nhau. Đấy, các chế độ mono stereo này. Cũng có auto tự tắt nguồn này, khi băng hết thì nguồn tự tắt này. Và cũng có mạch chỉnh âm sắc này, 7/1/2, 3/3/4, 1/8. Con này có máy là máy chạy 2 chiều. Đấy nha, chị tua lại cái đoạn vừa nãy nha. Chị test trên đúng một cái bài luôn. Đây là tốc độ nhanh chậm khi chúng ta nghe nhanh chậm này. Đấy, bây giờ mời các bác nha. Đây là chỉnh tép này, đây là chỉnh bát này. Đợi mùa thu vàng áo thêm. Còn một mình trên phố anh hồng nhớ nhớ ngoài kia không có nắng mềm ngoài kia ai còn nhớ tên. Chút nữa nha, chúng ta sẽ so sánh cái chất âm của hai anh em này để xem nó có cái gì đặc biệt không nha. Chiều ngược lại đây, con này là máy 2 chiều. Đấy, máy 2 chiều có nha, có đợi chút. Đấy. Đấy là máy 2 chiều con. Đây là máy chỉnh tông các bạn ạ. Đấy. Và
phần trên của máy đây. Các bác máy này có thể để nằm được, nó có những cái chân cao su ở đây. Máy chạy đa cầu điện, các bác có thể đổi điện các bác nhé. Về chiều cao thì hai con này nó có tương đồng nhau một chút, tuy nhiên thì M9 nó có chiều cao nó nhỉnh hơn M10. M9 thì hiện nay có chiều cao đang đo chính xác là 51, còn M10 nó là 48 các bác nhé. Còn chiều ngang của M9 thì 34, chiều ngang của em này thì cũng là 35, tức là nó ngang, nó con M10 nó ngang, nó nhỉnh hơn một chút, 1 cm so với con M9. Và hôm nay thì Hoàng Gia cũng xin được báo giá công khai hai chiếc đồ băng cối tự hành của Akai M9 và M10. Hai cái mẫu này thì Hoàng Gia sẽ để cho các bác cái giá cực kỳ hấp dẫn, vì đây là hai con máy cuối cùng còn lại tại cửa hàng Hoàng Gia Đô trong những mẫu đầu băng cối tự hành của hãng Akai. M9 để cho các bác giá là 13 triệu đồng, M10 để cho các bác giá là 16 triệu đồng các bác nhé. Mà giá thì cực kỳ tốt luôn các bác nhé. Vâng ạ, và Hoàng Gia xin trân trọng xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong các clip tiếp theo. Mọi thông tin các bác liên hệ với Hoàng Gia Đô theo số điện thoại như trên tấm biển màu xanh trên ạ, 0975 884 009, địa chỉ cửa hàng tại ngõ 120 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Vâng, và Hoàng Gia xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong các clip tiếp theo ạ.